Hello, xin chào các bạn nha. Thì clip hôm nay mình lại tiếp tục đi thăm bảy các bạn ơi, bảy sóc, bảy tròn, bảy cảm và bảy long nha bạn. Rồi, đầu video mình cũng xin chúc cho tất cả cô dì chú bác cùng anh chị em và bạn bè đồng nghiệp gần xa lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Chúc mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe nha mọi người. Cả nhà và các bạn xem video có yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà và các bạn. Cảm ơn cả nhà và các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời cả nhà và các bạn cùng mình đi trải nghiệm thăm bảy sóc bảy tròn xem hôm nay có gì ngon lành không nha cả nhà. Đến cái bảy đầu tiên của mình luôn, cái bảy long. Ủa này phá ra gì ta? Cái này không sập rồi, còn chuỗi luôn. Này, đi tiếp thôi. Tiếp tục trong này mình có cái bể lòng nha các bạn. Cái này chuyện như rồi dính em chuột nữa bạn. Không biết chuyện này sao. Mình phải sập nữa bạn ạ. Sập một sao trọng lòng ta. Chắc bị dưỡng gì sậy quá. Để mình gài lại đi tiếp nha bạn. Tiếp tục bạn ơi, đây mình có cái cảm rồi bạn. Kiện vàng không bạn? Dạ không, đi đụng đầu là nó quốc đạo lắm các bạn. Mùa này cũng giang xuống đất nhiều lắm bạn ơi. Ôi thầy dựng các bạn ơi, sóc đất nữa đạo họ bậy đỏ ngày. Này còn khỏe mạnh. Để thảo ra bắt rồi gài lại đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục bằng ơi. Ở đây mình có cái cam rồi bạn. Phải bật bằng ạ. Chuột. Chuột bạn. Ngon lành mình dựng chuột. Một bảy đây bằng. Hiện thả ra bắt đi tiếp nha bạn. Tiếp tục bằng ơi. Đây mình có cái cảm nữa bạn. Nhìn vô thấy hết tham bằng ơi. Chuyện bị kiện cẳng chắc là xử lý rồi đi tiếp như bạn. Tiếp tục ở đây mình có cái bảy long rồi bạn ơi. Không thể bật của bạn ơi. Ô em sốc đất. Chắc đất mặt. Em này cũng tơ bạn ơi. Đẩy ra bắt ra lại cái bài đi tiếp như các bạn. Tiếp tục đây mình có cái cam nữa bạn ơi. Cái này chuyện rồi được em sóc đất bạn. Chuyện này thấy im lìm. Chuyện này không bật cơ mà. Hết chuỗi. Cho nó. Một bên nửa trái chuỗi nữa là được nha bạn. Đi. Tiếp tục đi các bạn ơi. Tiếp tục trong này mình còn trái nữa bạn ơi.
Ừ, cái này không bật luôn. Hết chuỗi luôn bạn. Lòi lên luôn. Rồi, mình cho chuỗi đặt lại đi tiếp nha bạn. Rồi, ở đây mình còn cái nữa các bạn ơi. Rồi bật các bạn ơi. Nó bậy cũng đọc. Ừ, sốc đất từ trần các bạn ơi. Ừ, chuyện vàng quá trời chuyện vàng. Mùa này chuyện vàng dữ lắm bạn. Kẹp hai chân luôn ạ. Chuyện vàng quá trời chuyện vàng luôn. Em xử lý đặt lại đi tiếp nha các bạn. À, tiếp tục. Ở đây mình có cái bẫy long nha các bạn. Rồi dính được em chuột. Không biết chuyện này có gì không? Chuyện vàng quá trời chuyện vàng cặn rồi. Chuyện này không sập bạn ơi. Nó sập mà chuỗi còn à, đi tiếp thôi bạn ơi. À, ở dưới bụi tre gai này mình còn cái này nha bạn, bị sóc nha. Mình xuống cái đường xuống giống như cái vực các bạn. Thấy sập bạn ơi. Bên đó bạn. Đây, cái này là hôm bữa mình để đây bạn. Nhưng mà bị kiến lên á. Bây giờ thì con này. Đó. Em sóc đất. Đầu tiên của ngày hôm nay nha bạn. Thả xuống bắt đi tiếp nha bạn. Ở đây mình còn cái bẫy sóc nữa các bạn. Khu vườn tre này. Ủa dịn bằng ơi. Em xúc đất nữa bạn. Bị lật các bạn. Lật dây còn được nha bạn. Mà ngựa xuống dưới luôn. Là hai khoen này bạn. Hai khoen này nè. Chạy lên đây là tông ra. Lật nghiêng dây còn được nha bạn. To đạo bạn. Ê. Thả xuống bắt đi tiếp nha bạn. Đây, tiếp tục ở trên này mình có cái bầy sóc nha bạn. Này chuyển rồi em chuột. À, chuyện này thấy không sập bạn ơi. Không sập ạ. À, đi tiếp thôi bạn ơi. Đây, trong này mình còn cái nha bạn. Cái sóc cái này chuyện rồi dịch em sóc đất mà có người mà không quay được các bạn. Chui qua hàng rào bạn. Ồ, lần này dịch em sóc đất nữa bạn ơi. To 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 không ạ?
phê không ạ? À, Thảo Đoan bắt đầu đi tiếp nha bạn. À, tiếp tục các bạn ơi, em có cái bẫy sóc nữa bạn, này chuyện rồi cũng nhìn em sóc đất các bạn. Ôi, chuyện này mình thấy sập rồi à. Sóc đất nữa bạn, em sóc đất nữa bạn. À, em này như không được to, chưa được to mấy bạn, vừa vừa. À, hiện tại chúng bắt đi tiếp nha bạn. Tiếp tục nha bạn, đây mình còn cái bẫy tròn nữa bạn ơi. Ôi, sập, thấy sập nó sao trọng lọng bạn ơi, như chuột nữa gì á, ngoài chuột bạn ơi. Chuột bị chân dần luôn, hai gì quá đây. Chuột chân dân luôn ạ. Ra bắt đi tiếp nha bạn. À, tiếp tục trong này mình còn cái bẫy tròn các bạn, như cái bẫy tròn này vậy, cái bẫy tròn cuối cùng như gì bạn ạ. Còn thêm mấy cái bẫy sóc nữa. Cái này chuyện gì rồi, chị em sóc đất bự lắm bạn. Chuyện này sập. Thấy bạn ơi, thêm một em sóc đất người chân dân các bạn. Ngày như mọi vô ăn chưa hết chuỗi bạn. Nó bự nó mọc kìa. Em ra ngoài bắt rồi đi tiếp nha bạn. Tiếp tục qua đây mình có cái bẫy mệt quá giỏ. Không phải bật rồi nó sậy bạn ơi. Chạy nha bạn. Rồi, gà lại đi tiếp bạn. Mệt quá bạn ơi. À, mình vừa mới thăm thêm 2-3 cái nữa mà không có bạn ạ. Ăn hết chuỗi. Nó không bật với lại bật mà chạy không ạ. Rồi, hôm qua hôm nay hàng hóa gì cũng có bạn ạ. Có mấy con sóc chuột. Mỏm bạn ơi. Đây, video mình cũng xin được kết thúc tại đây các bạn ơi. Và xem video có ý mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha. Đây, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau hay hơn nha. Bye bye.